Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong bản tin tổng hợp những thông tin về iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đều biết về những sản phẩm của Apple nói chung, hay đặc biệt là iPhone. Chúng đều là những món hàng công nghệ mà đa số người tiêu dùng Việt Nam đều quan tâm và muốn sở hữu nhất. Theo số liệu thống kê từ chính hãng Apple gần đây, thì Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với mặt hàng iPhone trên toàn thế giới, đứng trên cả Ấn Độ. Và đây cũng chỉ là số liệu mà hãng đã khảo sát trên thị trường chính ngạch, mà chưa hề kể đến hoạt động mua bán cũng hết sức tấp nập từ thị trường sách tay đã có từ rất lâu. Đến hẹn lại lên, chỉ sau khi Apple chính thức công bố những mẫu iPhone mới, thì thị trường trong nước lại tiếp tục được hâm nóng bởi những chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus đầu tiên được giao bán, với mức giá gấp nhiều lần mà vẫn không đủ hàng để cung cấp. Bên cạnh đó thì một phần đông khách hàng lại chờ đợi sản phẩm chính hãng được bán ra thông qua các nhà mạng, đại lý phân phối ủy quyền vì giá tốt hơn cũng như chế độ bảo hành an tâm hơn. Và video này sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả những thông tin về iPhone 6 và iPhone 6 Plus chính hãng, về thời điểm được bán ra, giá thành cũng như một số chia sẻ về các hoạt động sắp tới của ông lớn Apple tại Việt Nam. Đầu tiên về thời điểm bán ra thì theo nhiều thông tin, iPhone 6 sẽ được ra mắt tới tay người tiêu dùng vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Về giá bán là thông tin mà được người tiêu dùng quan tâm nhất, thì nhà mạng Viettel đã công bố giá bán chính thức của bộ đôi sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus này như sau. iPhone 6 bản 16GB sẽ có giá là 16.499.000 đồng, bản 64GB là 19.099.000 đồng và dung lượng cao nhất là 128GB có giá là 21.699.000 đồng. Còn với iPhone 6 Plus có giá từ 19.099.000 đồng, bản 16GB có giá từ 19.099.000 đồng, bản 64GB là 21.699.000 đồng và bản 128GB là 24.299.000 đồng. Tuy nhiên, đây là mức giá cho phiên bản khóa mạng của Viettel và khách hàng sẽ phải thêm 700.000 để mở khóa. Phía Vinaphone và FPT cũng dự kiến giá bán xung quanh 17 đến 18 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất. Như vậy thì giá bán của các đơn vị phân phối là tương đương, nhưng chắc chắn sẽ khác nhau về chính sách ưu đãi, khuyến mãi riêng. Và cuối cùng là một vài thông tin mà chắc hẳn nhiều bạn sẽ rất quan tâm. Đó chính là sắp tới, Apple sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt iPhone 6 và iPhone 6 Plus hoành tráng tại Việt Nam, thay vì chỉ âm thầm bán ra như trước đây. Bên cạnh đó, theo thông tin từ nhiều phía mà S Channel có được, thì khả năng trong thời gian tới đây chúng ta sẽ có một Apple Store để trưng bày và bán ra những sản phẩm phụ kiện chính hãng của Apple. Chính thức ngay tại Việt Nam, tương tự như những thị trường phát triển như Trung Quốc, Hồng Kông hay Nhật Bản, cửa hàng đầu tiên sẽ đặt tại một vị trí đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để kết thúc bản tin này thì sẽ là những thông tin về iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ được hưởng chế độ bảo hành 1 đổi 1, dễ dàng và khá nhanh chóng. Những thông tin vừa rồi mà chúng tôi vừa gửi đến cho các bạn đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt cũng như những kế hoạch lâu dài mà Apple dành cho thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin lần sau.